Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình Tình Yêu Của Mẹ. Bây giờ sẽ là giây phút hồi hộp, các bé đang chờ đợi số điểm chung cuộc của mình. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với bé Trí Dũng. Bé Trí Dũng của chúng ta đã ghi được 16 điểm. Đồng Nghi ơi, con cười thật tươi lên nào. Con ghi được 17 điểm. Và thắng cuộc trong chương trình ngày hôm nay, bé Thùy Trang ghi được 25 điểm. Bé thắng cuộc sẽ ra về với giải thưởng trị giá 4 triệu đồng và một phần quà của nhà tài trợ Dialux. Còn hai bé còn lại, mỗi bé sẽ ra về với phần quà trị giá 2 triệu đồng và cũng với một phần quà của nhà tài trợ Dialux. Chương trình Tình Yêu Của Mẹ ngày hôm nay xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các gia đình đã đến tham gia chương trình. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và xin cảm ơn nhãn hàng Dialux đã tài trợ cho chương trình này. Hy vọng rằng chúng ta đã có được một buổi tối cuối tuần thật là vui cùng với chương trình Tình Yêu Của Mẹ. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hẹn gặp lại! Và các bạn đang đến với chương trình Chinh Phục Thời Gian. Chương trình được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Lasta, được phát sóng vào lúc 19:30 mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị và các bạn, thời gian và sự cố gắng đúng mức sẽ luôn luôn mang lại thành công cho chúng ta. Và trong nhịp sống hối hả và năng động như vậy thì thời gian càng là một tài sản quý giá. Chính vì vậy, khái niệm thời gian quan trọng và chúng ta luôn trong tư thế sẵn sàng để tiến đến thành công trong cuộc sống. Và có rất nhiều bạn trẻ muốn thử sức mình trong cuộc chinh phục thời gian như hôm nay. Và bây giờ thì thí sinh của chúng tôi đã rất sẵn sàng và hào hứng cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Vâng, như vậy thì chúng ta sẽ không làm mất thời gian của khán giả nữa, mà hãy gặp gỡ thí sinh của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu tên của mình và công việc của bạn hiện tại là gì không? Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Chinh Phục Thời Gian. Mình tên là Mai Thành Ngọc, mình là sinh viên năm 2 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Mình rất vui khi hôm nay được tham dự chương trình này, đó là một điều mơ ước rất lâu của mình rồi. Vì vậy hôm nay mình hy vọng các bạn sẽ cổ vũ thật nhiệt tình cho mình để mình có thể hoàn thành phần thi được tốt hơn. Bạn Hồng Ngọc thân mến, trong bản đăng ký của bạn thì mình thấy có một điểm rất là đặc biệt. Đó chính là bạn Hồng Ngọc của chúng ta là một cao thủ taekwondo. Hả? Thiệt sao? Như vậy là cùng đối thủ rồi sao? Bởi vì Hòa Hiệp cũng học karate đây. Nhưng mà không biết là bạn Hồng Ngọc đã học đến đây gì rồi? Dạ em tới đây đen rồi ạ. Đây đen rồi hả? Dạ. Vậy là Hòa Hiệp thua rồi, bởi vì Hòa Hiệp mới học đây nâu là Hòa Hiệp nghỉ rồi. Thiệt hả? Thiệt. Vậy anh Hoàng thì có dám đấu với em không? Sao không dám? Sẵn sàng luôn đó. Vậy bây giờ thì trên sân khấu của chúng ta sẽ có một cuộc song đấu giữa đại cao thủ karate Hoa Hiệp và đại cao thủ taekwondo bạn Mai Hồng Ngọc. Sẵn sàng. Anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Yeah. Xin thua. Dữ quá. Xin thua. Và như vậy là anh Hoa Hiệp chưa đấu đã thua. Chúng ta sẽ để cho bạn Hồng Ngọc một ít phút để bạn có thể thư giãn và khởi động trước khi bắt đầu vào vòng 1 của chương trình Chinh Phục Thời Gian.
Quang chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chinh phục thời gian. Thí sinh của chúng ta trong ngày hôm nay là bạn Hồng Ngọc sẽ tham gia trò chơi nhanh nhất có thể, bởi vì bạn chỉ có 99 giây để thực hiện hai vòng thi. Nếu như trong vòng 1 bạn sử dụng thời gian càng ngắn thì ở vòng 2 bạn sẽ có nhiều thời gian hơn. Không những thế, trong vòng 1 này bạn cố gắng chinh phục thời gian dưới 49 giây, bạn sẽ nhận được phần thưởng của chương trình là 2 triệu đồng. Và trong vòng 1 này thì chúng tôi sẽ có 9 trò chơi để bạn Hồng Ngọc có thể lựa chọn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi trên màn hình. Xin mời bạn. Hiện giờ trên màn hình đang có 9 bản logo và sau mỗi bản logo sẽ là một trò chơi. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn của bạn Hồng Ngọc. Bạn sẽ chọn bản nào? Khán giả có thể chọn một bản logo giúp mình được không ạ? Số mấy các bạn? Số 2 hả các bạn? Số 2, số 3, số 5. Em nghe số 2 rất là lớn và em cũng rất thích số 2 nên em chọn bản logo số 2. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem bản số 2 là trò chơi gì nha. 1, 2, 3. Bản số 2 đó là trò chơi Hái Nho Thần Tốc. Bạn Hồng Ngọc thân mến, nho có phải là trái cây mà bạn thích ăn không? Dạ em cũng rất là thích ăn nho, nhưng đặc biệt là nho Mỹ. Bạn có bao giờ thấy người ta hái nho lần nào chưa? Em không có thấy người ta hái nho, em chỉ được xem chuyện ngụ ngôn con cáo và chùm nho thôi. À, con cáo và chùm nho. Vậy thì bạn có nghĩ là công việc hái nho có khó lắm không? Em nghĩ là cũng không khó lắm, nhưng mà nếu cố gắng có thể sẽ đạt được. Nếu như mà bạn Hồng Ngọc của chúng ta lần này không hái nho được thì cũng giống như bạn chú cá vậy đó. Đó là nho còn xanh lắm nên hái không được. Và như vậy thì bạn Hồng Ngọc hôm nay thì bạn sẽ có một kinh nghiệm rất thú vị, đó là chúng ta sẽ phải hái nho như thế nào với trò chơi hái nho thần tốc. Luật của trò chơi hái nho thần tốc này như sau. Bạn Mộng Ngọc sẽ đứng trong một bục tròn xoay và bạn sẽ tìm cách hái được những chùm nho màu tím của chúng tôi ở trên giàn. Điều lưu ý cho bạn là mỗi lần bạn hái được một chùm nho màu tím, bạn sẽ phải đem mở vào rổ đựng nho màu tím của chúng tôi ở phía đằng kia. Và nếu bạn chọn cách đứng từ trên bục và thảy chùm nho đó vào, nếu chùm nho đó rớt ra ngoài, bạn sẽ được quyền bước xuống nhặt và bỏ lại vào trong rổ. Thời gian sẽ kết thúc khi bạn hoàn thành việc hái xong 15 chùm nho tím của chúng tôi ở trên giàn. Giờ quỹ thời gian dành cho bạn là 99 giây. Hy vọng rằng trong vòng 1 này bạn sẽ hái trong vòng 15 chùm nho. Dưới 49 giây bạn sẽ nhận được phần thưởng của chương trình là 2 triệu đồng. Nào, bạn sẵn sàng chưa? Dạ em đã sẵn sàng rồi. Vậy thì mời bạn vào vị trí. Dạ. Bây giờ thì chúng ta nhìn bạn Hồng Ngọc giống như một cô thiếu nữ đang làm việc trong vườn nho, có phải không nào? Vậy thì Hòa Hiệp xin chúc cô gái hái nho hôm nay sẽ hái thật là nhiều nho. Bây giờ bạn sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 để bắt đầu. 1, 2, 3 bắt đầu. Bạn Ngọc của chúng ta vừa hoàn thành xong trò chơi thứ nhất. Và Hòa Hiệp thấy là bạn Ngọc hái nho cực kỳ nhanh. Và bây giờ mặt bạn ấy xanh như trái nho. Bây giờ thì bạn đã thấy thế nào? Mệt không? Bạn hít thở sâu vào đi bạn. Dạ mệt cũng xỉu luôn. Bạn thấy có vui không? Dạ vui. Bạn thấy công việc hái nho này có thú vị không? Thú vị nhưng mà mệt quá. Mệt quá đúng không? Và bây giờ thì kết quả cuối cùng là con số mấy đây? Thanh Quyền ơi, hãy nhanh nhanh công bố đi nào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hướng về phía đồng hồ để xem là bạn Ngọc đã hoàn thành trò chơi này như thế nào. Trên đồng hồ hiện nay là con số 37. Như vậy là rất tiếc, bạn đã mất đến 62 giây mới có thể hoàn thành được trò chơi này. Như vậy thì trò chơi hái nho thần tốc đã không thể mang lại cho bạn Ngọc 2 triệu đồng của vòng 1. Thật là tiếc có phải không nào? Bởi vì Hòa Hiệp thấy là bạn Ngọc cố gắng hết sức của mình rồi, hay nhau thật là nhanh, nhưng mà thời gian không chờ đợi chúng ta. Nhưng không sao, bạn Ngọc của chúng ta sẽ tiếp tục bước vào vòng 2 với trò chơi Đoán thời gian bí ẩn. Nhưng trước khi bước vào vòng 2 thì chúng ta hãy nghỉ giải lao trong ít phút, sau đó quay lại với chương trình Chinh phục thời gian.